Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bị Tô đánh quá rác, Phan Nghệ An liên minh với Hà Tĩnh bàn nhau chiến. Thế cờ hiện nay đã rõ, sau khi hạ được Vương Đình Huệ, Tô Lâm đang nhắm đến Phan Đình Trạc của nhóm Nghệ An và Trần Cẩm Tú của nhóm Hà Tĩnh. Đây là hai nhóm chiếm số lượng đông nhất trong Trung ương Đảng. Sau khi Vương Đình Huệ ngã ngựa, hai nhóm này đã bổ sung thêm một ủy viên Bộ Chính trị mới. Tuy nhiên, nếu để cho Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú gục ngã tiếp, thì rất khó để phục hồi số lượng ủy viên Bộ Chính trị cho hai nhóm này. Đối với Phan Đình Trạc, Tô Lâm đang có trong tay Nguyễn Văn Yên để khai thác. Còn đối với Trần Cẩm Tú, Tô Lâm đang có nhóm lãnh đạo công ty cây xanh Công Minh. Hiện nay, Tô Lâm vẫn đang chỉ đạo cho Lương Tam Quang tiếp tục siết thòng lọng vào hai nhân vật này. Trước đây, nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh không liên minh chặt chẽ, vì vậy mới để cho Tô Lâm đánh cho tan tác. Có lẽ vì thế, giờ đây, cả hai nhóm này phải kết nối chặt chẽ hơn để chống lại những đòn hiểm mà Tô Lâm đang nhắm vào họ, bởi vì cả hai nhóm đang có chung một kẻ thù, Trần Cẩm Tú, người có quyền lực nhất trong nhóm Hà Tĩnh. Theo một nguồn tin nội bộ, cách đây khoảng một tháng, Hội Nghệ tỉnh, bao gồm các lãnh đạo và cựu lãnh đạo cấp cao, đã có hai cuộc gặp mặt, một ở Hà Nội và một ở Sài Gòn. Cuộc gặp ở phía Nam do cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì. Được biết, ông Tư Sang quê ở Long An, nhưng gốc gác ở Hòa Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông luôn tự xem mình là một nhân tố thuộc phe Hà Tĩnh hơn là người Long An. Ông Trương Tấn Sang hiện nay đã không còn thực quyền. Tuy nhiên, kinh nghiệm trên chính trường của ông là tài sản quý báu đối với phe Hà Tĩnh. Tại thời điểm này, phe Hà Tĩnh rất cần một quân sư giàu kinh nghiệm để cố vấn cho họ về kế sách đối phó với những đòn đánh hiểm của Tô Lâm. Lợi thế của ông Tư Sang là biết kết đồng minh để chống lại những kẻ mạnh hơn mình nhiều lần. Ở nhiệm kỳ 2011-2016, ông Sang đã liên minh với ông Nguyễn Phú Trọng để đánh vào phe Ba Dũng. Nhờ đó mà ông Sang không bị dính đòn của ông cựu thủ tướng họ Nguyễn. Ở thế yếu không thể một mình chống lại kẻ mạnh, làm thế chỉ có thể là tự sát. Hiện nay, nhóm Hà Tĩnh đang ở thế yếu, không thể tự mình chiến với nhóm Hưng Yên được, cho nên họ cần phải liên minh. Thực ra, bao lâu nay, nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn thường liên kết với nhau, chứ không đối đầu. Có điều sự liên kết này còn quá lỏng lẻo, khiến cả Nghệ An và Hà Tĩnh đều chịu tổn thất đáng kể trước những đòn tấn công của Tô Lâm. Nhóm Hà Tĩnh hiện đang phải chạy đua với thời gian, còn khoảng 17 tháng nữa là đến Đại hội 14. Nếu không tự bảo vệ thì đến thời điểm ăn chia, Hà Tĩnh sẽ chẳng giành được miếng bánh nào đáng kể. Cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang không thể ngồi yên khi nhóm Hà Tĩnh đang bị tấn công mạnh. Trong nền chính trị Việt Nam, thua cuộc là mất tất cả, chứ không giống các nước dân chủ, thua lần này thì lại nỗ lực cho lần khác. Hiện nay, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ không còn bất kỳ cơ hội nào để trở lại chính trường được nữa. Và chắc chắn nếu Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú cũng ngã ngựa, thì hai người này cũng mất hết cơ hội. Như vậy, dồn hết lực lượng, tận dụng sức mạnh tập thể của phe nhóm và huy động cả kinh nghiệm của những cựu quan chức để cố vấn, tham mưu, miễn sao trụ cho qua được sóng gió. Bằng không, nếu để ngã ngựa, không những kẻ ngã ngựa mất tất cả, mà cả nhóm lợi ích cũng tan tác theo. Xem ra lần này, nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh phải gồng hết sức mình để trụ lại trước cơn bão lớn. Còn cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nếu có thể giúp được nhóm Hà Tĩnh trụ qua đại họa, thì tương lai của cậu ấm nhà ông cũng sẽ sáng sủa hơn. Tô Lâm thừa thắng xông lên, phe Nghệ An Hà Tĩnh thì quyết không để thua thêm lần nữa. Xem ra cuộc chiến giữa phe Hưng Yên và Liên minh Nghệ Tĩnh sẽ còn nhiều hấp dẫn. Phim còn hay, hãy chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Bị Tô Lâm đánh quá rác, phe Nghệ An liên minh với Hà Tĩnh bàn nhau chiến. Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tăng lương có trị được tham nhũng. Ngày 4 tháng 7, VOA Tiếng Việt có bài Việt Nam tăng lương 30% để trị tham nhũng, liệu có khả thi? Theo VOA, Bộ Chính trị đã chỉ đạo chính phủ chuẩn bị để đề án tăng lương cơ sở trong nhiều năm qua. Và sau khi được Quốc hội phê chuẩn hôm 29 tháng 6, kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, Việt Nam sẽ tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân trong khu vực nhà nước lên 30%. Mức tăng này là tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng một tháng, là cơ sở để nhân lên theo hệ số của mỗi người.
Hình ảnh bài trên VOA. VOA cho hay một sinh viên tốt nghiệp mới đi làm có hệ số lương được quy định là 2,34. Với mức lương mới kể từ ngày 1 tháng 7 thì người này sẽ được trả 5.475.600 đồng tháng, tức là khoảng 220 đô la Mỹ so với 4.212.000 đồng tháng trước đây. Mức lương này thực ra còn chưa bằng lương công nhân không có bằng cấp đi làm trong các nhà máy, khu công nghiệp vốn dao động từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng. VOA cũng cho hay các chức danh lãnh đạo như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được tính hệ số 13 sẽ có mức lương mới là 30,42 triệu đồng một tháng, tương đương hơn 1.200 đô la. Còn lương của một vị bộ trưởng với hệ số 10,3 sau khi tăng sẽ là 24 triệu 102 ngàn đồng một tháng, tức là chưa tới 1.000 đô la một tháng. VOA dẫn lời một thẩm phán của một tòa án nhân dân cấp huyện ở Nam Bộ cho biết, sau khi được tăng, mức lương tổng cộng hàng tháng của ông bao gồm lương và các khoản phụ cấp là hơn 20 triệu đồng một tháng. Trong đó có một khoản phụ cấp chức danh thẩm phán mà ông gọi là tiền dưỡng liêm, được tính bằng 25% trên tổng số mức lương được hưởng. Với mức lương này, hai vợ chồng ông đều đi làm và không phải thuê nhà, nên thu nhập là đủ sống đến có dư. Theo ông, sau 2 năm 2021-2022 không được tăng lương do đại dịch COVID-19, thì mức tăng 30% này cũng là thỏa đáng và cũng không có gì phấn khởi. Trước dịch, hàng năm, nhà nước đều tăng lương cơ sở khoảng 10%, ông cho biết. VOA dẫn nhận định của tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến, cho rằng việc tăng lương này không có tác dụng gì trong việc phòng ngừa tham nhũng trong hàng ngũ các cán bộ cấp cao. Hình ảnh những quan tham bị bắt trong vụ Việt Á. Theo lời ông thì, mức lương bộ trưởng sau khi tăng khoảng 24 triệu đồng một tháng chỉ bằng hay nhiều hơn một chút lương của một kỹ sư máy tính ở các công ty tư nhân hay nước ngoài. Tham nhũng thường xảy ra ở những cán bộ cấp cao. Nếu tăng lương lên 30% ở cấp giám đốc sở, chủ tịch thành phố thì vẫn chưa thấm tháp gì so với những người nắm giữ các vị trí tương đương ở các doanh nghiệp. Bây giờ nếu tính bỏ số tiền để giảm tham nhũng mà số tiền đó để bù cho những người là quan chức cấp cao để họ khỏi tham nhũng thì là thừa. Cho nên tôi nghĩ đó không phải là vấn đề tài chính. Ông giải thích, cho dù có tăng lương cho một bộ trưởng lên 100 triệu đồng một tháng, tức là 1,2 tỷ đồng một năm, tương đương gần 50.000 đô la Mỹ, thì số tiền đó vẫn không thấm tháp gì so với thiệt hại do tham nhũng. Vì mỗi vị bộ trưởng khi bị phát hiện tham nhũng đều ở mức lên tới hàng triệu đô la. Chỉ cần bớt được 1 triệu đô la tham nhũng thì số tiền đó trả lương cao được cho cả chục ông bộ trưởng trong một năm, ông nói. Tuy nhiên, ở cấp công chức viên chức, ông Nguyễn Quang A cho rằng tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu doanh nghiệp sẽ được cải thiện nếu mức lương mới tương đương với lương của những người khác ở các vị trí ngang hàng trong các ngành công nghiệp, thương mại hay dịch vụ. Cũng theo ông A, chỉ tăng lương thôi mà không có các yếu tố khác để chống tham nhũng thì cũng vô nghĩa. Lương là phải đủ sống, nhưng chỉ có lương cao thôi thì chưa thể gọi là chống tham nhũng được. Cần phải có nền tư pháp độc lập, nền báo chí tự do và cơ quan giám sát độc lập nữa, ông lập luận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Tăng lương có trị được tham nhũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d